Đó, thì để xem số theory của anh em ấy, thì anh em có thể thấy nhá, đây cái giao diện game này nó rất là nhiều phần đúng không? Đây là level của mọi người này, các nhiệm vụ main là nhiệm vụ chính thống này, còn ngoài ra có cái nhiệm vụ ngoại tuyến nữa, thì anh em có thể chơi lên level. Bên này thì chúng ta sẽ thấy các cái phần, cứ có cái dấu này thì mọi người có thể vào claim hết các cái phần thưởng của mọi người. Ngoài ra cái chỗ này là đây cái số cái Terry là cái 641 này này, là các cái viên đá màu trắng xanh này, hồng xanh này, là Terry để ta quy đổi ra NKT nó rút về. Thì để rút được chúng ta sẽ vào phần shop này và phần token exchange này. Đó, thì đây khi mà cái ví của chúng ta chưa liên kết ấy, thì cái tài khoản này mình đã nạp 120 kim đen rồi nhá. Như thế mình nạp 120 kim đen này, tài khoản này có rồi. Thì đây chúng ta sẽ link cái MBX Wallet, tức là chúng ta sẽ liên kết cái tài khoản game Ni No Kuni này với cái ví của MBX Wallet này, thì chúng ta có thể là liên kết được. Ta ấn vào link này, ấn vào confirm. Ok, đây nó sẽ ra một cái giao diện để chúng ta có thể là login. Chúng ta chọn login với Google nhé, chúng ta sử dụng cái tài khoản Google nãy này. Đó, đây rất nhiều tài khoản, mình sẽ chọn một cái tài khoản khác này. Ok, đây chúng ta sẽ nhập cái Gmail vào nhé, cái Gmail này, và nhập cái password của Gmail vào. Đó. Ok. Sau khi mà nó liên kết thành công, nó sẽ nó báo là welcome TD 15 chẳng hạn, thì đây là cái ví 15 của mình sẽ ấn phần link này, link này. Ok, game link complete đã hoàn thành, và chúng ta sẽ quay lại, chúng ta đóng cái này đi, chúng ta sẽ quay lại confirm. Đó, như vậy là cái ví MBX Wallet của chúng ta đã được liên kết, confirm này. Đó, sau khi liên kết rồi ấy, thì cái chỗ cái link bên dưới góc phải nó sẽ tối đi đúng không? Nó sẽ xám lại là thành công rồi. Chúng ta sẽ rút này. Chúng ta sẽ rút 641 cái Terry này, chuyển qua cái NKT exchange này. Nó ấn mắc đi. Confirm này. Đấy, nó bảo là cái số này kiểu nó phải chừa lại một chút làm phí ấy, thì chúng ta sẽ đây 1,06 đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn 1,06. Confirm này. Confirm. Ok, vậy là thành công này, chúng ta rút được về rồi. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái tài khoản, cái giả lập ấy của chúng ta 15 này, BlueStacks 15 này, chúng ta mở lại cái ví xem cái token của chúng ta đã về chưa. Ok, đây chúng ta rút được 1,06 ở đây, nó hiện 1,06 này. Đó, thì chúng ta chơi luôn, nó sẽ bán này, bán được giá gần nhất thì chúng ta sẽ bán được cái giá màu xanh gần nhất trên cùng, bán qua MBLX sale này, confirm này. Chúng ta chỉ hiện tại nó không chợ bán, chỉ là bán một NKT thôi nhé, bán số chẵn, ví dụ 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Ok, chúng ta sẽ nhập password vào này, nhập cái mật khẩu vào này, mình sẽ copy mật khẩu mình paste vào, hoặc là anh em nhập bằng tay cũng được. Ok, đó, sau khi bán xong thì chúng ta sẽ bán được qua là cái token là MBLX này. Lệnh như lệnh này là chưa được thì phải. Cái đấy mình có thể set up lại anh Tiến. Anh Tiến vô phần NKT đi. Anh Tiến vô phần NKT xong sau đó ấn vào cái chỗ chơi. Đấy, góc phải màn hình. Góc phải màn Đây, hình nó cái bấm lệnh này đấy. đang order này, Đúng nó rồi, đang anh mở có thể cái lệnh xóa này. đi. Cancel đi này. Cancel cái order này đi. Bởi vì là cái lệnh đấy chắc là có người bán trước rồi nên là mình chưa bán được. Thế này Nên thì làm lại. anh Tiến hướng dẫn cho anh em ưu tiên cái cách nào mà có thể bán ngay luôn á, tại vì nhiều anh em cũng bị cancel order nhưng mà không có biết tìm ở đâu á, thì Đây đấy này. mình ưu tiên ấn vào cái lệnh sell, cái lệnh buy trước đấy, mình chọn một cái lệnh buy Đúng rồi. ấn vô xong rồi mình sell là ok á. Tại đấy cũng chọn cái đấy nhưng mà kiểu cái số lượng là KP nó ít quá. Mình chưa kịp bán thì mọi người đã bán rồi nên là mình sẽ bị lỗi cái lệnh đấy. Ok, là thành công rồi. Đây, ok rồi. Mình cứ chọn xem là biết là bán là thôi. Đây. Sẽ được MBLX này. Chúng ta sẽ chuyển MBLX qua MBX. Nó sẽ có một số cái thao tác. Chúng ta cứ nhập cái password vào thôi. Sau khi có Calais thì chúng ta chuyển về rút về ví trên sàn Binance được luôn và chuyển qua Việt Nam đồng được luôn nhé. Đây, MBX thì chúng ta sẽ
bán qua đồng Calay này thì khoảng được 2,64 cái Calay thì giá hiện tại. Ok. Đó. Thì khi có Calay chúng ta thấy này, 2,64 này thì chúng ta có thể send là chúng ta nhập cái địa chỉ ví ở trên cái sàn Binance, token Calay trên Binance, chúng ta rút về là ok. Ok anh em nhá, thì sau khi mình đăng nhập vào cái ví Binance đúng không? Anh em nhìn thấy cái tab điện thoại trên màn hình rồi đúng không? Thì mình có thể sử dụng điện thoại máy tính được, thì mình sử dụng điện thoại cho nó tiện nhá. Mọi người phần wallet này. Mọi người sẽ search cái token Calay này. Đó, thì mình nạp được khoảng 115 cái Calay này rồi. Và tối nay thì mình sẽ rút tiếp. Thì cái lịch sử rút của mình đây, anh em thấy là rất nhiều deposit cái Calay này thì khá là ok. Chơi thì mình rút đủ thì mình rút về thôi. Thì mọi người vào Calay nhá. Mọi người sẽ phần deposit này. Đó, mọi người chọn network là Calay luôn. Đó, ở đây có cái địa chỉ ví này. Mọi người copy. Copy địa chỉ ví đây thôi. Đây này, copy chỗ này này. Và mọi người sẽ paste sang bên này. Calay bên này, rút Calay bên này này. Send này. Mọi người paste cái địa chỉ ví vào. Giả sử vị trí này là 0x bao nhiêu đấy đúng không? Mọi người copy qua. Bao nhiêu đấy? Người paste vào và người rút thôi. Rồi mọi người nhập mật khẩu một lần nữa là được. Rất là ok. Chưa đầy khoảng 30 giây sau thôi là nó sẽ hiện được cái đã về trên Binance rồi. Lịch sử nạp rút trên Binance rồi. Ok anh em nha. Thì đấy là cái phần nạp rút được về trên về tài khoản trên Binance. Nó rất là đơn giản thôi. Thì thực tế là anh em mà chơi được đến bước này rồi thì chắc chắn anh sẽ rút được. Mà không rút được nữa thì mọi người chắc chắn là sẽ vào nhóm Discord thì hỏi chắc chắn anh em sẽ trả lời và giúp đỡ chia sẻ mọi người cái phần này. Ok, thì đó là toàn bộ những cái bước để mình làm những cái bước này ấy, để mọi người hình dung ra là cái đích đến của mọi người là bước nào, là như nào, cuối cùng là rút tiền như nào và có rút đấy không, thì mọi người biết được hình dung rõ hơn. Chứ nếu mà nói thì nó cũng rất là ok thôi, nhưng mà khi thực hành thì sẽ gặp những số vướng mắc, thì cứ làm đến bước nào mà vướng thì anh em có thể trao đổi trên cái nhóm thảo luận nhá. Ok anh em.